sau 3 tháng buộc phải dừng hoạt động vì dịch COVID-19, đến nay, hệ thống karaoke, vũ trường vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Không chỉ tổn thất nặng nề về mặt doanh thu, tiền thuê mặt bằng mà một lượng lớn nhân sự, người lao động gặp khó khăn vì không có thu nhập suốt nhiều tháng. Mới đây, một trong 3 chuỗi hệ thống karaoke lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho phép trở lại hoạt động, nếu không sẽ không cầm cự được nữa. Thật ra lý do chính mà hệ thống karaoke này gửi đơn kiến nghị lên cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch là vì khi mà karaoke đóng cửa thì thu nhập của các bạn bị giảm như vậy, thì với cái thu nhập ít ỏi như vậy thì các bạn rất là khó để mà trang trải cuộc sống gia đình, rồi một số bạn phải gửi tiền về quê nữa. Thì cái đó là một trong những lý do chính mà karaoke này có cái động thái là gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Đơn vị kinh doanh hệ thống karaoke gần như lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh này có đến gần 500 nhân sự bị ảnh hưởng do không có việc làm, 1/3 số nhân sự buộc phải thôi việc. Số nhân sự giàn khung như quản lý, phó quản lý hay những người gắn bó lâu năm bị giảm 50% lương và không có thêm thu nhập từ doanh số mới. Không chỉ chịu áp lực từ tiền thuê mặt bằng, chi phí quản lý máy móc, chủ doanh nghiệp này còn đứng trước nỗi lo giữ chân đội ngũ của mình sau thời điểm chính thức được mở cửa trở lại. Trong đơn cầu xét này, hệ thống karaoke Nice với 7 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sau 3 tháng chịu đựng đến nay thực sự đã kiệt sức nên mong muốn được tiếp tục kinh doanh. Thực ra là các nhân sự mà karaoke Nice giữ lại là những nhân sự mà đã gắn bó với lại hệ thống rất là lâu. Có những bạn gắn bó cũng gần 20 năm. Có những bạn ít nhất là cũng 5-6 năm rồi. Cho nên là hệ thống ngày nay cũng rất muốn là giữ các bạn lại, với lại cũng hỗ trợ các bạn phần nào để mà các bạn trang trải cái chi phí. Thật ra cái số đó nó rất là ít, nó không có thấm vào đâu hết so với mà lúc mà karaoke còn đang được hoạt động. Khi mà các dịch vụ khác được mở cửa lại thì lúc nào chúng tôi cũng ở trong một cái tâm trạng là chờ đợi hết. Cứ theo khoảng 15 ngày thì các dịch vụ khác mở cửa thì chúng tôi cũng chờ đợi, là hy vọng là 2 tuần sau sẽ đến lượt dịch vụ karaoke. Nhưng mà tới hiện giờ thì cũng chưa được mở cửa, cho nên hiện thời điểm bây giờ là chúng tôi hy vọng tới ngày 15 tháng 6 này thì sẽ được mở cửa trở lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Karaoke Nice, Karaoke Icon và Karaoke Kingdom là những chuỗi hệ thống kinh doanh dịch vụ karaoke có mức độ đầu tư nhiều và phủ sóng rộng nhất. Karaoke Kingdom nhờ đặc thù kinh doanh cả dịch vụ beer club nên hỗ trợ được phần nào hoạt động kinh doanh phòng hát bị đình trệ. Còn đa phần hầu hết các địa điểm kinh doanh cá nhân cho đến chuỗi hệ thống karaoke thương hiệu lớn đều chịu ảnh hưởng nặng nề khi buộc phải đóng cửa trong thời gian dài. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu tạm ngừng hàng loạt hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kể từ 18 giờ ngày 15 tháng 3, trong đó có karaoke. Đến ngày 9 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản cho nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại, song 2 dịch vụ không thiết yếu là vũ trường và karaoke tiếp tục phải dừng hoạt động.